Xin kính chào quý vị khán giả bốn phương. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là 14 tháng 5 của năm 2024. Bầu trời Sài Gòn vào buổi chiều 15 giờ 45 phút, trời sắp đổ cơn mưa. Vâng, Sài Gòn với những cơn mưa đầu mùa chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa. Bắt đầu từ tháng 30 tháng 4 hàng năm cho đến 30 tháng 10. Vâng, chúng ta quan sát thấy bầu trời Sài Gòn bây giờ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trời đang có mây giông và chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ có những cơn mưa rất là lớn sẽ tới tầm trong vòng 10 đến 15 phút tới. Kính thưa quý vị, nhìn bầu trời rất là đen xịt như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là cơn mưa này tương đối to. Những cơn mưa đầu mùa thì hết sức là tiêu cực, mang theo các cái hiện tượng về dông sét cực đoan, cho nên chúng ta hết sức là thận trọng. Kính thưa quý vị, mùa mưa của Sài Gòn kéo dài 6 tháng và có thể nói là sáng nắng thì chưa mưa hoặc là chiều mưa, chứ không phải là mưa tầm tã như miền Trung là từ ngày này qua tháng khác. Quan sát mây thì chúng tôi nhận thấy là rất là đen rồi đây. Kính thưa quý vị, bầu trời thật là bao la và chúng tôi những người con đi làm ăn xa xứ thì hết sức là nhớ nhà. Và như quý vị đã biết thì người miền Trung đi đâu cũng rất là chịu khó. Những tháng qua là những tháng có thể nói là Sài Gòn hết sức là nóng nực, nên những cơn mưa tới sẽ mang đến cái sự mát mẻ, dễ chịu cho những cái người sinh sống ở đây. Ở Sài Gòn thì chúng ta sẽ ở các cái chung cư, chung cư thì có ở đây thì là chung cư xã hội, rồi chung cư thương mại phân khúc hàng trung, rồi hàng cao cấp. Nói chung thì tùy vào ở mức sống của mỗi người. Chúng ta ở những chung cư xã hội thế này thì thuê mỗi tháng là 5 triệu, tiền điện tiền nước thì thêm 1 triệu nữa là 6 triệu, tức là mỗi ngày chi phí cho tiền nhà là 200 ngàn. Cơn mưa này sẽ tới rất là to đấy, chúng tôi cũng rất là đợi cơn mưa rồi. Nắng hoài thấy người cũng rất là mỏi mệt. Vâng, quan sát mây thì khá là dài, đám mây tương đối to đó, dài và đen. Cấu trúc mây thì đang hình thành. Vâng, kính thưa quý vị, trời thì sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó? Vâng, chúng ta lại nhớ về những câu hát hết sức là tuyệt vời. Và trong lúc chờ đợi cơn mưa thì A Thông sẽ gửi đến quý vị một sáng tác do chính A Thông sáng tác, viết về mảnh đất và con người Quảng Bình thân thương. Vâng, ca khúc được mang tựa đề Quảng Bình ơi. Kính mời quý vị cùng thưởng thức và động viên cho cơn của người nông dân. A Thông Buổi TV. Ôi yêu quê tôi, mảnh đất hẹp bờ ngang, là mảnh đất hiên ngang của Việt Nam. Phía đông giáp biển, phía tây giáp Lào, nào đồng phong nha, hòn là hòn gió. Đứng đó một thời hùng dũng hiên ngang, trải qua hai cuộc kháng chiến đã viết nên những trang sử vàng.
đi cùng dân tộc Việt Nam. Tôi yêu quê tôi có bài cát vàng trải dài từ chân đèo ngang đến Lệ Thủy xa xăm quê tôi. Tôi yêu quê tôi một thành phố mới, thành phố đồng hới, thành phố hoa hồng. Mọi người đồng lòng xây dựng quê hương đẹp giàu sân phơi cùng đất nước Việt Nam. Ôi, kính thưa quý vị, như vậy là bây giờ gió đã tạnh và như vậy trời sẽ mưa. Vâng, nếu mà những cơn mưa tới, chúng ta để ý rằng nếu gió to thì sẽ không mưa, nhưng mà gió không có tức là sẽ có mưa. Là một người sống ở miền Trung, ở Quảng Bình, thì kính thưa quý vị là bão lũ quanh năm, cho nên là cái vấn đề về thời tiết là hết sức là quan trọng, đặc biệt là vào mùa mưa, thì gọi là mùa thu đó, kéo dài từ tháng 7 cho đến tháng 9 âm lịch. Còn bây giờ thì đang là mùa hạ, mùa nắng chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình nắng khủng khiếp. Tháng này thì mới tháng 5 chưa có nắng mấy, vậy sang tháng 6 thì nắng mới gọi là khủng khiếp. Vâng, cấu trúc mây cũng khá là đen. Những căn hộ xã hội thì cũng có diện tích cũng khiêm tốn. Căn nhỏ nhất thì 37,9 m², rồi căn 46 m², căn 60 m², căn nhỏ nhất thì giá bây giờ là tầm 1.050.000.000, bao gồm 5% thuế. Với căn mà mình mua 1.050.000.000 thì mình cho thuê mỗi tháng là 5.000.000 đồng, không có nội thất. Nếu như mà có nội thất thì 5.500.000 hoặc là 5.800.000 gì đó. Khi mà mình thuê có nội thất thì mình phải đóng cọc 2 tháng. Khi mà vào nhà còn thuê mà không có nội thất thì mình chỉ có đóng cọc một tháng mà thôi. Như vậy chúng ta thấy là cấu trúc mây đã đen rồi. Và chúng tôi đợi chờ cơn mưa đến trong chút lát nữa. Vâng, kênh A Thông Rồi TV xin cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ kênh. Và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn đồng hành cùng với kênh để giúp cho kênh Người Nông Dân A Thông Rồi TV luôn ngày càng phát triển hơn nữa. Là một người nông dân thì cùng chịu khó học tập và lao động mỗi ngày. Còn bây giờ xin nói lời cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đợi cơn mưa tới trong giây lát nữa.